chào mừng các bạn đến với bài học của chúng ta. Are you ready? Yes, nhớ không? Ok, nào, đứng dậy nhá. Stand up. Ok. Are you ready? Yes, mạnh mẽ lên nhá. Ok. Are you ready? Yes, các bạn đứng thẳng dậy nhá. Khi mà thầy nói are you ready, các bạn sẽ nói yes. Ok, mạnh mẽ hơn nữa nhá. Ok. Are you ready? Yes, ok, very good. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu học nhá. Are you ready? Yes, ok, thầy thấy các bạn yes ở đây nhưng phải mạnh mẽ hơn nữa. Ok, nào bắt đầu nào. Ok. A, các bạn học cùng với thầy nhá. A, ok, 1, 2, 3, go. A, ok, let's see. Apple, ok. Apple, ok, các bạn làm hành động là quả táo trên tay mình nhá. Apple, ok. Làm hành động các bạn đưa, cầm quả táo trên tay đi, ok. Apple, ok, very good. Tiếp này. Ok, đây là cái gì? Cái rìu đúng không? Rìu để chặt cây đúng không? Mình hãy cầm một cái rìu này. Ice. Ok, các bạn làm cùng với thầy để chặt cây nhá. Ice. Tay bạn cầm rìu chưa nào? Cầm rìu trên tay nào. Ok, ice. Ok, very good. 1, 2, 3, go. Ice. Ok, tiếp này. Đây là con gì? Con kiến nhá. Ok, nào, con kiến đẹp xíu này. End. End. Ok, nào các bạn nhớ chưa? Những từ mình học nào. Apple. Ice. End. Ok, 1, 2, 3, go. Ice. End. Apple. End. Ice. Apple. End. Ice. Ok, bây giờ thi xem các bạn có thể nhớ nói nhanh hơn thầy không nhá. Bạn nào mà nói trước khi thầy nói để bài sẽ thắng thầy. Ok, are you ready? Yes, chuẩn bị này. Apple. Các bạn nói trước được thầy không? Ok, phải nói to hơn nữa nhá. Ok. Ice. Ok. End. Ice, apple, ice, and. Ok, báo bạn vừa nãy nói trước của thầy rồi. Ok, very good. Thế thì sẽ có từ tiếp theo này. Ok, chữ cái tiếp theo này. Ok, super easy. B. Các bạn đọc với thầy là phát âm B. B. Ok, B. Ok, B. Ok, mình học một vài từ nào. Book. Đọc sách nào, các bạn giơ tay ra đọc sách. Book. Ok. Book, thì nào? Book, 1, 2, 3, go. Book, ok, very good. Yeah. Banana, ok, các bạn bóc chuối với thầy nhá. Banana, 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 1, 2, 3, go. Banana, banana, ok, very good. Đứng lên làm cùng với thầy nào, 1, 2, 3, go. Banana, ok, good. Ok. Baby, ok, ok, học từ này nhá. Baby, em bé, các bạn bé, em bé nào. Baby, 1, 2, 3, go. Baby, 1, 2, 3, go. Baby, ok, very good. Tiếp này, thêm một từ nữa. Ok. Buy, ok, từ này là gì? Là mình đi mua hàng, đi mua sắm. Ok, mình đi mua đồ, đi mua quả táo, đi mua tô thì là buy. Buy an apple là đi mua một quả táo. Ok, học buy cho mình là cầm tiền, đếm tiền này. Buy, ok, học cái này nào. Buy, ok, 1, 2, 3, go. Bye, 1, 2, 3, go. Bye, ok, thi nhá. Để xem các bạn có nói được trước khi thầy nói không nhá. Are you ready? Yes, ok. Baby, ok, các bạn nói trước là sao thầy? Ok, thầy biết là một số bạn thua thầy nhá. Ok, tiếp này. Banana, ok, very good. Thầy thấy các bạn làm rất nhanh đấy, ok. Baby, ok, very good. Book, ok, good. Bye, ok, good. Book, ok, good. Baby, ok, good. Banana, ok, good. Bao nhiêu bạn làm trước thầy rồi? Ok, làm lại một nữa xem các bạn có thể trả lời nhanh hơn thầy được không nhá. Ok. Baby, ok, good. Banana, ok, good. Bye, ok, good. Book, ok, good. Từ chữ cái tiếp theo này. C, ok, đọc đây nhé. C, E, C, 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 ok, 1, 2, 3, go. C, ok, very good. Bắt đầu học nhá. Ok. Car, ok. Car, ok, 1, 2, 3, go. Car, ok, good. 1, 2, 3, go. Car, ok, good. Car, ok, good. Tiếp này. Yeah, đây là con gì? Cat, con mèo đúng không? Mình làm con mèo nhá. Ok.
này, hai cái dấu con này. Kate, okay? 1 2 3 go. Kate. 1 2 3 go. Kate. 1 2 3 go. Kate. Đây là cái gì? Cake là cái bánh, okay. Ăn cái bánh nhá. Cake. Okay. Tưởng tượng đây trên tay mình cái bánh này. Ăn nhá, okay. Cake. 1 2 3 go. Cake. Okay, khi xem các bạn có thể đọc trước thầy không nhá. Are you ready? Yes, okay, good. Car, okay, good. Cake, okay, good. Cake, okay, good. Cake, good. Car, okay, good. Bây giờ thi xem là các bạn còn nhớ những cái từ thầy vừa dạy không nhỉ? Apple, okay, good. Apple, okay, good. Axe, okay, good. End. Car. Banana, good. Baby. Bye, okay, good.